Hòa chung khí thế thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Sáng ngày 31 tháng 3, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Phan Rang Tháp Chàm long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 15 năm ngày thành lập thành phố Phan Rang Tháp Chàm, 30 năm ngày tái lập tỉnh Ninh Thuận và 47 năm ngày giải phóng Ninh Thuận, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đến dự buổi họp mặt, về cấp tỉnh có đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận, đồng chí Trần Minh Lực, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Văn Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Trần Minh Nam, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Long Biên, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, anh hùng lao động Hồ Thị Lượm. Về cấp thành phố có đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chí Nguyễn Thành Phú, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, đại diện lãnh đạo các phòng ban ngành thành phố, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 16 phường xã. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại quá trình 15 năm thành lập thành phố, 30 năm ngày tái lập tỉnh Ninh Thuận và 47 năm ngày giải phóng Ninh Thuận, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và xem phóng sự Phan Rang Tháp Chàm dấu ấn 15 năm. Trong diện tự hào 15 năm thành lập thành phố, 30 năm tái lập tỉnh, 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, toàn đảng bộ và nhân dân thành phố nguyện tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, ý chí tự lực tự cường, tinh thần đoàn kết, tích cực đổi mới sáng tạo, quyết tâm xây dựng thành phố Phan Rang Tháp Chàm ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, sớm trở thành đô thị thông minh, đô thị loại 1 vào năm 2030, xứng tầm với vai trò vị trí là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh nhà. Một lần nữa, thay mặt đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc đảng bộ thành phố thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020-2025 để góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh, để tỉnh Ninh Thuận chúng ta sớm trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước. Xin trân trọng cảm ơn. Trong 15 năm qua, toàn thành phố kinh tế tăng trưởng khá, luôn duy trì mức tăng trưởng cao so với bình quân cả tỉnh. Vai trò trung tâm thương mại dịch vụ của tỉnh được khẳng định, không gian đô thị không ngừng mở rộng, hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư đồng bộ hiện đại, lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, công tác xây dựng chỉnh đốn đảng về hệ thống chính trị được tăng cường. Việc triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11-12 gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện quyết liệt, đồng bộ, đã tạo được sự chuyển biến tích cực, tinh thần trách nhiệm, tác phong công tác và ý thức rèn luyện, giữ gìn đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên được nâng lên. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư và mở rộng sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng huy hiệu cho 23 cá nhân đã có thành tích vì sự nghiệp phát triển của tỉnh, tặng bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân. Ủy ban Nhân dân thành phố tặng bằng khen cho 20 cá nhân, 35 tập thể đã có thành tích trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Phan Rang Tháp Chàm trong 15 năm qua. Trước đó, lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức đoàn đi viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Tại nơi viếng, các đồng chí lãnh đạo Thành ủy cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy đã thành kính đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Sau lễ viếng, các đồng chí đi thắp hương từng phần mộ tri ân các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang, vì nền độc lập tự do của dân tộc.